mình đi là cái giường này. Cái hồi chụp cái ơi. Đây. Cái lưng mình đi lên đó đó chăng. Cái lưng ông voi mình đi lên đó. Không không có cái khu mình lậu bộ. Cháy chỗ cái đường không có cái đường lên. Đâu đường lên nó nằm ở bên rừng bên. Nằm phía bển. Cái chả cô bên. Cái gì á? Tại vì nắng nó chả cái gì cho nữa nó vô bẹp nó bẹp. Khu vực. Khu vực gì? Khu vực quân sự cấm vàng. Đâu có đồ trái. Chú Bình đọc đi. Rừng phong hổ đâu nguồn. Nghiêm thắng phá rừng làm bẫy. Chặt hạ cái rừng. Nó cây. Ở đây nè. Được không? Hello em yêu. Bữa nay con có mà có người hỗ trợ con ơi. Dạ chia tiền á chú. Chia hai hả? Chia hai. Không bốn. Dạ sao bốn hả? Ồ, vui quá ok rồi. Phục vụ thức ăn. Không biết cái này nó còn còn hoạt động không không biết, nhưng mà An Sơ là phục vụ thức ăn 1.000 nè. Wow, ủa cái quán trà gì mà đẹp vậy? An Sơn trà quán. Ủa cái quán này nó đẹp quá nhìn kìa. Ừ, mình còn có 4 đứa con gái nữa. Nhưng mà cái quán mà đẹp chứ hả? An Sơn trà quán. Ủa mấy cái đó nó vô chụp nghe nhìn đẹp quá. Ủa nè. Đây đẹp quá, anh lên trước đi. Quẩy quá cái cây. Đây vườn Lâm Tì Ni nè quý vị. Quá đẹp. Giờ mình đi trở lại. Cái cửa sân thành là không cài cấm, không có mở cửa mình vô đâu. À. Giờ cảm ơn chú. Thì cái núi nào cũng vậy, bất kỳ núi nào cũng vậy, sân thành mình phải chỉnh trước. Đi thưa về trình hả chú à? Dạ. Dạ. Anh đi đường này thì nó đỡ hơn. Mà truyền thống chưa á, thì nó xa hơn, nó khó đi hơn. Còn cái đường này thì nó tắt hơn. Điện Ngọc Hoàng. Ủa xe một bộ có hai đi đi làm sao vậy chú? Đậu ngoài bãi thì bước ngoài. Là mình lỗ bộ ra vậy? Rồi chạy dừng nước dưới nữa. Chờ cho đầy xe rồi mới chạy.
xuống xe đi, xuống xe qua cái mà chân nước ô tô nè, rồi lấy ra. Rồi bây giờ xe mình bắt đầu lên đường, mình đi qua ô tô cái gì? 11 giờ 20 phút rồi. Sớm giờ bán cái đó là ăn một lượt chứ mình đó tới giờ. Tạo đời mệt sát, thở
Phạm nhân về đạo chỉ nổi. Sao bằng cửa Phật vui tâm tình, lắng khỏi trần mê giải nghiệp. Tiếc gì không đức đức đức, tiếc chi tìm Phật thánh sư thiên. Sách sách dần dần đi coi mấy cái vàng năng lượng treo nó thôi gì? Dạ mấy chục ngàn đó. Dạ. Bây giờ mấy chục anh? 30 chục. Dạ. Mắc lắm. Luôn đó giờ lúc đầu mới vậy giờ. Mới khai trương ha. Ờ. Giờ nghỉ ra đi vô. Vô chỗ coi có cái gì. Thì coi ba cái vàng đó là nó bắt vàng mặt trời năng lượng mặt trời đó. Mấy viên pin nữa hả? Ờ mấy viên dĩ đó. Coi vòng vòng mấy cái đó có gì đâu. Mình lên chỗ điện cây quế mình nhìn thấy rõ đó, đẹp đó. Nhìn xuống đẹp lắm. Mà cái bảng mình đi chạy xe nha, mình thấy là nó để dưới đây. Để cũng như qua cái thốc lốt nè. Cái thốc nóc hả? Ờ, mình kêu thốc lốt không? Bây giờ đập ra thốc nốt luôn rồi đó. Hả? Thấy không? Thốc nóc và thốc nốt. Đó ta kêu bằng thốc lốt. Vâng đúng rồi nghe. Ờ, ta kêu thốc lốt. Cái đồ thốc lốt. Bây giờ kêu thốc lốt luôn rồi. Thốc lốt quận thốc lốt mình á. Không mà không chứ không chừng là hồi đó thốc lốt mình có nhiều cây này lắm rồi. Ra địa danh luôn không chừng á chứ. Đúng đó là thốc lốt. Thốc lốt. Biết là á. Giờ nhìn xem chứ thành thốc lốt luôn. Không mà em nghĩ tiếp là tiếp là đầu con này nó giống như mấy người xưa người ta cãi đó, lắp giò đó. Ờ, hồi đó là kêu là lắp vô gì đó, lắp vô á là cũng như là ta cãi có cái thèn. Tình tâm trung sẽ về mà diễn mài mới đẹp đẹp tiên gia công tử. Quyền sâu ai hiếu đàn ắt là thâu tinh sĩ cuồng ca nếu đạo chống quyền nghĩ việc xa xa ruột tim ma bầm đau đớn cho đời ôi thầm quà mặt sầu có miệng lại dường. Non tiên do mắt tội lòng thay, tự cảnh thế gian nhà một bài cố tưởng ước mơ về nhường.
giác xác phàm phu chiến non đài, hỏi nhờ đã phục ngủ đêm nay. Chữ sống hoài làm chi nhờ. Dạ cái ơn ngàn cũng ngặt cô bác ơi, nãy giờ nó sanh đẻ ra còn nuôi tới lớn mà giờ nó có vợ có chồng mà ăn uống không được nó, cô bác ơi tôi kể cái ơn này cho cô bác nghe nha. Ơn thứ tám dạy thì cái tiếp khi người con có việc đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà ngóng trông con trẻ xót xa càng càng tâm hồn mãi mơ màng dơ dẳng, tư tưởng luôn quanh quẩn theo con xác thân già yếu ở hao mòn, bởi trần quá đổi thường con ở mới là. Ơn thứ chín kể ra thảm thiết, vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sâu. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều cầu khúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thân sáu đường.
ơn thứ mà tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài. Trong đời có một không xó cùng biến rộng sánh tài non cao. Phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu, sống toàn cùng cùng ăn cần thác thời rằng có thân lợi là. Cúi chưa? Còn chiếc nữa. Chiếc nữa mới cúi hả? Đi luôn, đi luôn chưa? Đi giờ không chờ nhau chết bên trên vậy hả? Tao đi từ xe 1 đi từ 7 mấy lên đây đó. Đợi chú Bình là con hai hộp cơm luôn đó chú Bình. Mà chú Bình chắc liền mới tới luôn á. Cha mẹ đi hết chưa? Bên kia đang qua đó là đúng hả? À, còn chiếc nữa. Con đi trước rồi nghe. À, đi trước đi. Mà chú Bình có làm gì không? Mới đi chung đi. Thôi. Vậy hả? Giờ con đi rồi bye bye. Con không lẽ đi chung với đứa ta? Không ai đi vô, để vô ở đây là còn nhà sa hà nhóc chẳng kìa. Con đi đường tắt, đi đường mới, không đi đường cũ. Làm sao? Có đường mới đi nữa. Con chú dẫn đường mới. Ai đang dẫn? Thôi vô đi luôn đi. Chú sĩ gì đó tên già già. Đi luôn đi. Còn nữa không con? Cái này hy sinh gì nghĩa lớn nè. Rồi cái gì? Bây giờ mình rời thử cái xe này. 1122, số xe chú Bình đẹp không? Cũng dùng chú Bình cái. Đây những trường hàng cũng đây nè. Đi chỉnh luôn anh gì sếp? Dạ. À, hỏng ăn cơm như này hả? Không, bây giờ đi luôn rồi. Đi luôn hả? Dạ. Đi chỉnh bên cơm này không? Dạ. Rồi. Thôi. Chết cơm rồi đó hả? Chàng ơi. Phúc. Đi mua cái đó. Nắng chuyện gì nổi. Còn có nó mà con thèm đợi vậy. Đợi đi, đợi đi, đợi đi. Đổi đi. Đổi nó nực lắm. Có chân cuộn cho mấy chú Bình ơi. Cuộn gì vậy? Cuộn thật, cuộn thật. Cuộn phí đâu đó đi. Cuộn sao quay tay lên mở được á. Một bên hông nó không buộc. Đây nè. Nó buộc rồi, buộc cho gì nữa. Nó sai rồi. Quanh nó mới ta. Chơi gì kỳ quá. Ra đây ngủ giấc thì ba mới. Ra đây bắt ta đi nữa. Không biết ai bao ai à. Không biết ai bao ai à. Đi khi trước phải người ta. Bỏ đói người ta. Bỏ đói, phải mình đi lâu chứ không. Lâu gì lâu. Đợi mấy người chung cho bây giờ không lẽ mình nãy. Chú Bình là giết vừa chót luôn. Đó, 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 đó. Ai đợi chú Bình lắm. Bọc hậu mà. Tao mua cái đó mất sức nặng. Đó nặng. Đây đến nhất. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình lên đường. Thẳng đường thì tắt cái tí. Bây giờ mình mở đường mới đi phải không?
Đường này đi lần đầu tiên. Bà ai dẫn hả bé Trăng? Cái cô Áo Thành đó đó. Chào. Cái ông chú đó đó. Ông chú được đi kế cô Áo Thành đó. Ủa chú Mỏng? Chú Mỏng còn ngồi. À có nghĩa là mình đi trước phải không? Những xe chú Bình là còn một xe đúng không? Còn một xe nữa. Hồi nãy tự nhiên mấy ông kêu qua ngồi xe kia mà chú Bình thấy không ổn à. Biết sao không? Mình bỏ đồ vô hầm rồi một hồi kiếm xe kia nữa, lúc mình về nó lúng túng lắm. Ừ. Rồi thôi chú Bình nó đi xuống. Hồi nãy không có xe. Tại cái xe kia nó chạy trước cái xe chú. Rồi cái mấy ông nó thôi đi còn đẩy nhiêu đi nhiêu cái mình thôi thấy không ổn. Mình bỏ lọt đồ mà mốt mà xuống không kịp, cái bọc đồ nó chảy xuống cái chân chết luôn. Đây. Đây là người ta gót cái gì? Không phải làm đũa, hay là đăng gì đó. Không đi đường này mát nha. Thôi không đi sau nữa đấy Trăng. Không đi sau. Không lẽ mình bỏ mình đi trước đâu có được đâu. Chẳng phải mình đi giữa. Ôi mấy cây đẹp quá đấy Trăng. Cây gì? Cây gì vậy? Không biết cây gì mà cái dáng của nó đó nó đổ đẹp không? Cây mít. Cây mít không? Dáng nó đổ đẹp không? Đó giờ chắc chú Bình chưa đi đường này luôn. Chưa. Đi chẳng. Con cũng chưa nữa, mục đích là muốn đi dẫn chú Bình đi luôn đó. Không. Hên á. Hên quá hên. Xe nào cũng một một Phật chú Bình giùm con, chú Bình giùm con. Dạ. Tại vì á tại vì trong khi đó đi đường tắt như Phật đạo thì cũng cái ông đó đi chung xe hao hay vậy là cái ông đó vừa tới là vừa đi luôn đó cái chú. Ờ mấy bé nhớ mình đi đủ hết không? Nè. Ai không đợi chân. Dạ. Vậy đây chú ba cần phải sửa chú Bình nói ai? Không biết ai ba ai à. Đợi nè, đợi chờ. Không biết ai ba ai bỏ ra bỏ đói mình cũng chết luôn mà. Ăn hai hộp cơm rồi đó mà vẫn còn đợi nữa chưa. Hộp cơm mình ăn chưa được nữa hộp cơm sẽ chạy. Ủa gì hả chú Bình? Cô Nghiệp cô kia ở xuống trước nó coi chơi cô lấy cho con hộp nè là chú Bình vừa sẽ đáp xe xuống là có hộp cơm liền rồi là quay trở lại là chú mình làm phước gì cũng gặp chứ. Là bắt đầu vừa quay trở lại là lên xe ôm chạy ngược trở về mày. Xe là đậu. Chú Bình đi xe đơm hả? Ờ xe đậu cô Năm Thảo. Đúng rồi. Rồi bắt đầu là cái bọc đồ bỏ đó. Cái bắt đầu chú chạy xe ngược lại chỗ Thủy Diễm. Thủy Diễm rồi cái Thủy bên... Diễm. Ờ thì Thủy Diễm á. Rồi cái bắt đầu cái đi ra đẳng rồi cái bọc đồ cũng là còn đây. Chạy ngược cái lại nữa. Nhưng mà người ta là cô Năm Thảo. Cô Năm Thảo. Cô đó nấu cơm từ thiện á. Bữa nay mình đi là cái đi đường này. Cái ngồi chụp cái lưng mình đi lên đó đó Trăng. Cái lưng ông voi mình đi lên đó. Ờ đó chạy ha. Đẹp không? Chỗ khác. Không có cái khu mình lão bộ. Cháy chỗ cái đường không có cái đường lên. Đâu được lên nó nằm bên rừng bên. Nằm phía bển. Cái xe to bên đó. Cái gì á, tại rồi nắng nó cháy, cái gì cho nó vô đẹp, cũng đẹp. Bữa nay tôi thấy cái mảng của lá phổi xanh này nè. Đi lên đường quay cảnh đẹp hơn bên kia. Dạ. Cái lá phổi xanh này nè chú, không có lá phổi vàng tươi. Bó nắng, bó nắng. Nó hàng nhà mấy nó mưa rồi nó cũng rớt rồi, thôi tử cháy vụ hết lên. Quá sức. Mang nắng nhưng mà mình đi cảm giác nó lạnh lạnh ha phải chăng hả? Không chưa thiệt sự là chưa có hạ cảm thấy nó nặng nặng con chùm nó cũng kín đó. Không nó lạnh lạnh á chạy cái bóng cây nè ở bóng cây cây nó giả khá oxy còn mình ngược lại đi đường này mát không chú lần này như hoài luôn hôm nay chân gì không được rồi đi đường chưa kiếm xuống xe bắt đi nữa không nghỉ chân một chút. Mô Phật chú Bình tới. Nghỉ đi. Thôi nghỉ đi quay cho. Bé Trăng. Mô Phật chú Bình tới, Mô Phật chú Bình tới hả? Mình không thấy tới vậy trơn. Mấy xe liên tiếp rồi đó. Không biết cái gì cũng ở đây nè. Chưa chưa. Nó không bị rụng hết. Ừ, thấy không? Chứng hả? Lên liếp hả? Dạ. Hợp tác. Chia tiền nó chứ. Giỡn không? Thiệt sự luôn á, quay tiếp chứ chú Bình chứ mà cắt con đoạn video mà nó hoài vậy. Cấp bản quyền. Thưa là chậm kênh đó nghe. Đăng chơi thôi. Nói chơi nó đâu có bắt bản quyền nữa nha.
bán huyện nó dài lắm đó. Vậy hả, có bao nhiêu chú Bình? Không, mà mình đâu có thưa, mình chủ sở hữu mình đóng thưa rồi thôi. Thì mình phải lo có người đó, cái người mà lấy khúc đó người ta lo cái gì lót cho mình gì đó thì mình khỏi thưa. Còn không mình đứng đây đâm đơn lên. Nhưng mà mình chỉ lấy mình đăng Facebook cũng bị nữa hả? Ờ. Ăn thua có chủ sở hữu cái người bản quyền đó. Khu vực kìa. Khu vực. Quân sự. Khu vực. Trời khu vực ơi. Gì? Khu vực quân sự cấm vàng. Không có đồ trái nha. Khu vực quân sự mà ta. Bên này là gì? Chú Bình đọc đi. Rừng phòng hộ đầu nguồn, nghiêm cấm phá rừng làm bẫy, chặt hạ cây rừng không được hai lá cây. Ở đây nè, coi trên mạng là. Vậy là chú Bình ơi, cái đường này không có đi gầu. Có chưa? Thấy nghe quen nhà 8 năm về trước. Nghe. Sao vụ nghe quen nó thấy quen chứ sao. Phát ngôn dây chỉnh nghe. Bắt lại nằm. Còn quá như vậy là mình được nghỉ được chút nữa rồi. Dạ, giờ chú Bình có thể lấy cái cơm ra ăn được rồi đó. Thôi à, là gì kỳ lắm hả? Con quay vậy mẹ. Giờ bên kia phải chăng? Lên, như là mình đi bộ ha, chứ không phải dốc. Những cái dốc mở cái trời, cái này đi cũng giống là dốc sương mù. Đà Lạt. Ông Út đó giờ đi đường này chưa ông Út? Chưa, có đi. Sao ông Út biết đường này ông Út đi vậy? Mấy đứa kêu đi đường này có biết đâu. Ông là dễ. Vì là nói chú xanh chẳng. Áo xanh. Quá xanh. Hả? Hồi nãy nó rồi chở hai người mà có 30 ngàn đó. Bởi vì định đi luôn đó. Là định đi xe hay gì? À, không có, mà nãy nó kêu là giờ đây chở là hai người 30 ngàn. Và sao ba mày nó lại đi nãy 60 ngàn. Dạ đúng rồi, thì đóng hai, nguy hiểm thì nó đổ kéo hơi hơn. Ủa ba đi trước thôi chẳng. Dạ ba đi trước rồi. Ví dụ kia chắc nó mắc hơn. Mẹ có xanh nè, viên đi. À cô này đi ha. Nó vô qua đợi xíu nhưng mà mình không biết đường đi. Đưa vô cái mặt, Sớm về có thật ăn thân. Tại sao? Bà Năm mới lội lên rồi kìa. Bà Năm đó. Nhà bà Hai đâu? Đi vậy ta vô à. Đi bên kia có một mình nói chuyện. Thôi tôi kêu tranh thủ này ăn cơm đi, không chịu nghe. Hả? Không. Đói nè nghe. Có khi đi mờ bơ đi ruộng đi vườn á. Tính nó đi chút về đi tới chiều về luôn. Rồi giống cha đó. Mẹ điện nghe, mẹ điện. Chẳng có dừa ra, hái dừa uống rồi. Mẹ điện tầng không nghe. Về quá la rồi. Vậy chứ điện thoại nhiều khi đem trên đồng á. Biết. Bỏ vô cái bọc, sợ trời mưa đó, đâu có coi đâu. Thì mà có dìa thôi, làm mê mẹ. Có bắt đầu dìa mà hết hồn, trời sáng giờ mình chưa ăn luôn ta. Nhưng mà chẳng còn sống. Không bị gì. Không mà con đường này đi thấy đẹp nè bác nhá. Dạ. Đường kia mình dành như mình đi nó mòn nhiều quá rồi nó hết đẹp rồi. Hy vọng là nó lại gì. Kìa có quán cà phê của chú Bình đây. Hay cho mình vô uống miếng đi Mây Sơn. Đi một chút hả? Coffee Garden. Đá kê. 400m kính chào. Trời ơi, một ly mà 400k hả? 400m. Là cái vạch này nè mình lội vô thêm 400m. Dạ. Trời ơi, nó có phi mà ly 400k rồi. Hên quá hên. Hay không bằng hên. Thiệt. Thật sự là có cái đó nè. Có gì đâu màu nhiệm phải không? Có mô Phật, không? Mô Phật. Ừ, chắc mô có 3 bốn xe đó. Còn chiếc cuối. Đẹp quá đấy chăng. Phải cái chỗ mà bữa hổm mà mình ngồi. Ủa, đợt rồi phải chăng có đi người ta? Không, hai viên không có đi. Đã? Ủa, mới đi dập chú. Cái đợt gì gọi chú đang lên đó. Cái chỗ mà chú ngồi. Cây phượng. Cây phượng ở trên đó, nó khô rang đó. Đó, nữa mình lội tới đó đó bé. Ủa sao lội đường ta gì hả? Lội sao? Không biết sao lên tới đó thôi. Ủa đó chỉ gần chú thôi. Ở chỗ khác. Ai? Ông Tím hả? Ông Tím. Là chơi chỗ gần là nó không có lối mòn. Mà nghe nói là mấy người bà làm bắt ông á. Mình ra có cái gì không? Có cái gì mặt có. Cái gì? Là mày hỏi tao gì vậy? Chị nắng thì nói nắng. Có gì đâu chị nắng. Chị nắng hả? Dạ. Chứ mình có dù nè. Ừ. Được hả? Được á. Nó nhỏ nhỏ không à. Nó lớn nha. Cái này nó không có nấu không dễ. Ủa, mà bình thường ở dưới đồng bằng ta cho thuê không mà ta? Thử đồng bằng khác đây núi rồi, thuê gì? Con gì vô xài chung hả? Nó không có nấu. Mình không có cho thuê.
bung lên cho con gái luôn. Con gái thì không có nón nè. Cái chân hôm nay gì gặp không gặp hên không ta? Cái gì vậy? Con không có sử dụng gì chưa? Con biết con sai được không nha. Ủa mới review đó à? Cái trường hết hàng sử dụng không chừng. Ừ hên quá. Sáng lại mấy lại à? Có review. Đây quẩy cơm chút. Đây quẩy rồi, đây quẩy tiếp cơm chút. Đây. Dạ được rồi chú. Cảm ơn chú. Được không? Dạ, hello em yêu. Bữa nay con có mà có người hỗ trợ con rồi. Dạ chia tiền á chú. Chia này hả? Con 6 ông 4. Dạ 6 4 hả? Ồ, dạ, quá ok rồi. Rồi vậy là quý quá. Ta chia lời lắm thuốc luôn nghe. Rồi chứ con, lời ăn tiếng giàu đó. Trời chú Bình, đủ cái gọng dây này mấy mét hả chú Bình? 3 mét hả? À? Bây giờ nó bị cứ rút ra đây. Trời ơi, còn có hai chú cháu mình đâm xô lại đi. Khoan, khoan, để chú Bình tắt rút vô cho thẳng mới được. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi luôn nha. Tiếp tục mình đi đi lên núi. Lên núi Cô Tô. Và con đường này mình đi bây giờ là con đường mới. Con đường mới mở. Phía sau mình ở phía trước mình nè. Bây giờ là xe mình đi á là cái xe thứ 8 và có một xe cuối cùng nữa là 9, mà cái đoàn của cái xe đầu tiên á ở đây nghỉ chưa tới sáng bây giờ. Thì bây giờ đổ xăng từ từ, đổ xăng là nhớ tết thôi. Trăm 50 ngàn đi tới chỗ thì phải 123 quận. Chụp một cái. Anh về nấu hết trơn rồi sao có anh còn đá không? Quy ông làm gì vậy? 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 Là ông ấy ông ơi, ông nóng rồi, nóng rồi, đó mọi người đang tấp ở đây. Bây giờ mình tiếp tục mình nè cái đường cái chữ chi tôn ở trên nó gì? Chi tôn thấy rõ. Bây giờ mình đi tiếp tục nha. Ủa hồi nãy cái túi đeo của chú Bình đâu ta? Chú đeo trước của chú Bình. Chú Bình chắc bỏ một cặp luôn quá ta. Đây, xanh mặt luôn chưa rồi. Coi coi cái túi cái cặp chú Bình kéo rồi, có cái túi đeo trước không? Ngăn nào? Ngăn giữa. Ngăn có sợi dây á. Có không? Túi đeo màu đen. Có không? Bỏ cái bị xuống đi không thấy gì. Có mà. Cái xe... tiếp bao nhiêu không thấy gì đâu. Không lẽ túi đeo chú Bình bỏ đâu ta? Thì chứ bộ không giờ bỏ qua cái gì vậy? Ở đây kìa, cầm máy một chút. Đang quay hả? Trời trời, túi đeo quá đâu trời. Chữ ta nhà mà nói. Cô gửi hay không? Chính hả? Hay là chú để đẳng không vậy? Mà chị Nga hay gì? Chữ ta. Ủa nãy con gặp chú Bình sao ta? Mình thiếu cái gì? Hả? Mình thiếu hả? Chừng hồi con cầm mà coi chú Bình mượn cầm hộp cơm gì mình lại thấy chen như luôn á. Mấy đứa mắc cái gì à? Cái túi đeo đồ đạc. Mắc cái gì á? Nguyên cái bị, nguyên cái túi nhỏ. Đó là kiếm không? Đi xem ba là kiếm đi. Xe cái là kiếm đó. Coi coi chú xe. Coi coi nghiệp cái chứ anh yêu thích này, thích này lắm luôn.
khác đi xe lại kiếm lấy xe đó mình mau đeo cổ sao lại bỏ lên đâu ta cái bị đồ chứa đồ để không bỏ lên chân chỗ rồi dùng chân lên xe gì nhu em thôi gì nhu xe chạy lại kiếm mà chồng mượn cái nón giấy tờ rồi bỏ trong đó hết luôn á chạy lại kiếm lại kêu xe chạy lại kiếm chứ vậy cái nó đâm vô cái đầu rồi bỏ nó luôn nữa không có luôn nữa. Bây giờ phải kêu xe giấy tờ là nguy hiểm nhất. Mất tiền mình có thể dễ, giấy tờ là nó khó lắm chị. Kì có xe đâu em kìa không? Ở cái chỗ. Cái này là biết xe đâu em đâu kìa. Chở bộ đi chơi. Tắt đi. Nó ngồi ngẫm lại nhớ coi để đâu anh Bình ơi, kiếm tìm nó coi. Dạ, thường thường là chú đeo đây mà sao chú bỏ đâu mà sao nãy ghé chạy miền chân đó trước khi lên xe chú có bỏ ra không tại ghé đó nghỉ mệt á bình thường chỗ cái chân ấy bình tĩnh đây nè bên kia chạy miền chân bên chỗ mình chuẩn bị đi chỗ đó. Mình chuẩn bị đi á chuẩn bị đi hồi nãy bây giờ ai không có lẽ nào chú bỏ trong cái cốp xe bỏ trong cái bị lớn ta hồi nãy em thấy anh dắt em ngồi trong xe em thấy anh quay lại chỗ cái để đồ lặt vặt anh lấy cái bị bự có cái bao đồ đó thì có nguyên cái bao có thì đó thì bây giờ em mang cái túi lên đây nè mà không biết sao mà cái búi túi nó bỏ ra rồi giấy tờ điện thoại rồi bỏ có điện thoại gì có chú có nhớ số không hiền chi nó giờ điện hơi bao điện thoại bỏ đây nè điện thoại bỏ đây nè bây giờ quan trọng là anh liên lạc với cái người chở đồ của anh nãy đó lấy cái tiền út thôi cái bị chứ cái bắp đen bự cái bắp đen cái bắp tiền bỏ nó luôn rồi hồi nãy em thấy anh chở lại quay lại lấy cái bọc đó ừ giờ quan trọng xe đã ôm chưa giờ cái đường đi đâu đi dắt cái nào chú Bình mượn tiền chú Bình chạy ngược lại coi còn cái này để có thể bé Chanh đi quải trước thì chú Bình được không quải trước thì chú Bình đi được nè rồi đứa nào cho chú Bình mượn tiền chịu hai em đó nè chịu đi đâu dữ vậy giờ hơi 500 nó có tiền lẻ không được trả tiền sơ mà 200 là nhiêu 50 lẻ à 100 ngàn vậy đi 100 ngàn chị có không vậy chị có chỉ 200 mà không phải lấy đại với 200 đi chú Bình có gì mà không biết cái xe ở có xe kìa có xe kìa kìa xe kìa chú ơi không phải đi chung đội với thằng Thuận gì vậy ta dạ xin bấm rồi ông chưa có loại lại chú chở chú này đảo ngược lại được không vậy ủa xin bấm đang đâu ông còn ở đằng sau xe sao chưa chú là mang chở chú này chú bị mất đồ á chú của anh bỏ quên anh dạ chú Bình lên sao không biết sao mà mất kỹ ta nè chị ơi bỏ vô vậy anh quay lại đó anh tìm đi xong rồi liên lạc với cái chỗ gửi đồ được coi chú bò anh gửi này hết pin sao con biết sừng xài chú tắt đi đừng mấy chị bỏ hết pin rồi sao không có chuyện đâu pin nó còn hoài luôn á bên siêu mà đứa quẩy ba lô lên cầm vừa quẩy ba lô vừa cầm rồi đứa nào quẩy ba lô của con đi vô cho con mượn cái nấu này bỏ vô bình thường thôi cái này cái này quải thì trời đây nè cái ba lô của con đưa con bé này quải con quải cái ba lô của chú Bình lên rồi con vừa cầm cái máy đó luôn nó mới được rồi này Phúc quải không Phúc anh Phúc Phúc quải đi nặng đi quải đi chắc là nặng luôn hôm nay mình sẽ hai mặt chú Bình làm YouTuber chẳng cần thế trời ơi sao đi nặng gì vậy phải có người hộ tống hay sao ok hộ tống khó đi lắm tự đi đi con nhưng mà nó tới 5 kg là cái gì á đó hay chưa sao chú Bình ghét nổi hay ta chú Bình đi quen rồi kiếm cái nào có bán nấu mua mình đi đi em không dám đi trước chị luôn á con mới quay trong đó rồi thấy nó không đi rồi ông quên cái ba lô ông quay lại rồi ông cầm cái bọc cầm cái ba lô lên ngồi lên xe rồi cái này là nguyện cầu cho chú Bình đừng có mắc cái gì hết trơn cưng nhớ được không em chưa đi lần nào đi lần nào ủa trời chưa em chưa đi lần nào có ai đâu đi lần nào mà rồi này sao biết đường đi thật sự luôn á đi lấy hút nè sao giờ cứ đi thẳng hoài tới đi đừng lo
đi thẳng lên này cũng lên luôn hà, chứ không có đứng đâu, núi mà. Thẳng gì, đi quẹo theo đường cong rồi con. Có, cứ thẳng quay tới đi. Đó, tôi nói là đường cong. Thẳng quay tới đi. Cong ra đây nè. Mình thẳng là đường cong đi đường thẳng vô nhà ta vậy. Cái này là cái nhóm mini mình đi lần đầu tiên, tất cả ai cũng đi lần đầu tiên nhưng mà lại không biết đường đi. Giờ làm sao bây giờ? Mô Phật ạ. À. Có cái anh hẹn gọi anh đợi nè. Lên chùa hôm nay đi đường nào hả? Chung đồ mình đó. Quay cái đó mới đỉnh coi. Đây mình đang, nó gọi là gì không biết nữa. Dạ con đang lấy cảnh nè. Mệt nó tự lấy đi. Dạ không có thiếu, cây máy thì nó bự lắm. Nó cũng che được hả? Tại vì nhu che vậy chút nó mén vô động thôi nó dơ qua mình đang nó đây bữa nay trời rất là nắng luôn, rất là đẹp. Đây là hai cô em gái của mình nha, một cô em và một đứa cháu luôn đồng hành chung với mình. Nên là ngày thứ ba rồi. Ủa mấy cây xài nè. Con Thấm kêu nó quay cái đỉnh mà con Thấm bỏ cái đỉnh. Ấy ấy ấy, là mày có sách phụ tiếp tao cái bậy không? Nó nặng muốn ngụm gì đó. Wow, ủa cái quán trà gì mà đẹp vậy? Vô đi. Vô nằm. An Sơn chào quán. Ôi cái quán này nó đẹp quá nhìn kìa. Ừ, mình còn có bốn đứa con gái đó. Nhưng mà cái quán mà đẹp chứ hả? An Sơn trà quán. Ủa mấy cái đó vô chụp ha, nhìn đạn á. Ôi nè. Phục vụ thức ăn. Không biết cái này nó còn hoạt động không, không biết. Nhưng mà An Sơn là phục vụ thức ăn 1.000 nè. Nghe này, có nghe tiếng này là không có đi lạc đường. Ôi đẹp. Nhắc mình à, thiệt thự luôn á. Cảm ơn em nhiều nha. Sức nhét. Sức nhét rồi mọi người ơi. Mình đi đường này đúng ngàn luôn không gọi gọi. Ê chú Bình xuống kìa, chú Bình kìa. Mô Phật chú Bình, chú Bình, chú Bình. Con sợ xỉu à. Dạ không đi luôn. Ừ. Mình đi đường là đúng cái này mình đi nè. Kìa cô hai, Dương hai.
xin chào. Đâu rồi, mấy ông đợi tới đâu rồi? Dạ, cái này là đang đứng đợi con hai dựng hai quẹo qua bên tay trái. Dạ. Đây đây bên đây nè. Đi trốn tàu hồi nãy cho mẹ đi trên xe. Ba nó cũng thấm kiếm đi dớt, thấm mang nó quá chân chân rồi. Chủ nhân đã về nha. Chủ nhân đã về. Chủ nhân về cà giả bà đồ cho chủ nhân đi con. Mình sẽ gửi lại đồ cho chủ nhân. Chở lại lấy cái bao đó là bỏ vô, không biết có bỏ vô không. Cái chân về cuốn cuộn lành mình cuốn cuộn cho anh hối còn hơn gì nữa. Chú có cảm nhận như thế nào? Rồi là trải nghiệm này rất là do mốt. Đang quay hình hả? Dạ. Đang bây giờ anh vô chở anh hỏi chỗ đó. Dạ. Giữ xe kìa. Rồi thì chỗ xe nhóc mình tính giữ xe đây hay lên nữa? Lên nữa thì nếu mà anh chạy đơn độc, còn ở đây là mình đi theo đoàn. Là đi đoàn đi đi đi. Đoàn mình đang đi leo đó. Thì giữ xe đây. Cái đây cũng được. Muốn lỡ theo thì lỡ. Ừ. Giữ xe để đi. Lỡ theo đi. Rồi nè. Cùng cần góp nè, phòng ngự động tác nè. Làm sao chú? Đi theo siêu mỏng. Dạ. Nhưng mà bây giờ đợi siêu mỏng lâu đi theo mấy bữa nay chưa gia nhập đoàn, bây giờ bữa nay gia nhập đoàn. Dạ rồi, thành viên mới của đoàn. 401, đoàn thì 400, mà chú này thêm nữa là 401. Đoàn 400 lần hả? Dạ đi 8 xe, mỗi xe 50. 8 xe? 9 xe. 9 hay 8? Sao có người nói 8 hả? Hồi nãy lên chú ấy không kê mà. Tính chích lề ha. Vậy là 451. Rồi vậy là 451 hả? Thêm một thành viên mới. Dạ. Rồi sao quẩy kỹ được ha? Bị hồi thì thấy cảm giác hay sao? Sức khỏe dồi dào. Nặng không? Dạ. Rồi. Chả hoàng có chủ rồi, để hồi đi gớt nữa nè. Chú Bình hưng thú lắm. Dạ. Nó cạo cầm tiền chắc đi gớt vô bài. Nhờ đi chung với mấy chân nhờ giữ đó ăn cứu bồ. Thú hồn không dí hết trơn. Lội tới chả chắc chết thôi. Con cũng sợ chú Bình. Ủa mà sao giác nãy chú Bình lấy ra làm chi ta? Gì? Mấy chân không biết thấy chú đi chung với chú Bình không mà chú Bình lấy cái gì mà chú phát hiện không có cái túi này ta? Tự nhiên cái chú hỏi con cái lấy cái quạt gì hả? Lấy cái quạt rồi mấy chân ơi. Chú gắn cái quạt này nè, là tại lấy quạt cho mấy chân, lấy cái quạt cho con. Ừ. Rồi chú mới phát hiện rồi chú bị. Cái quạt chú để đây nè, tôi nói thì mua hút cho mấy chân quạt mượn nha. Thôi mấy cái mượn đâu bán đó hả? Làm hoang mang quá. Đúng. Mà cũng anh nhớ hồi nãy rõ ràng thấy anh tại vậy chở cái ba lô sao cùng, tại vì lúc anh đi đã quên. Đi hai người lên xe đã quên anh trở là một mình với cái người kia lấy cái ba lô bự lên. Ở đó đó đi lại đằng tới này lên xe rồi cái túi hôm nay đi không hay lấy ổng mắc trả cho lại khổ ghê. Rồi chị lại trước đi em đợi cái này đi lên. Dạ. Thì gia nhập được thành viên mới. Ở đây không có biết gì chứ. Coi nào cần thiết là lấy theo nha, để quên nha. Đúng kiểm rồi, tra đúng. Lại một lần nữa đi. Cái nào mình cần thiết á, có máy quay hay là điện thoại gì bỏ theo. Không thiệt chứ mấy cái cần thiết là điện thoại hay là ví tiền nè. Hoặc là giấy chứng minh rồi này kia mình bỏ theo. Cẩn thận từ từ mình đi, để hồi cái nó sót món cái nó cầm trở lại. Mở cốp xe đi. Ra cái nón này cho cốp xe. Để sẽ xong học luôn mà. Tao kết rồi đi. Bắt bỏ lại. Gửi mình có thiếu gì mà. Để học luôn luôn. Đó ha. Ồ hay đó hả? Đi khỏi phiếu à? Mày lấy nha. Tân Bảy. Tân Châu. Tân Bảy Tân Châu hả? Tân Châu. Tân Bảy Hàng Giang mà.
lúc này tôi chồng kế bên. Dạ. Yeah. Sáu mươi bảy H một năm 29 24 rồi lấy được. Cung đầu cho vui chứ. Tôi đi mình ăn sẽ được. Vườn Lâm Tỳ Ni. Đây đẹp quá. Anh lên trước đi. Quậy uống cái cây. Đây vườn Lâm Tỳ Ni nè quý vị. Quá đẹp. Giờ mình đi trở lại. Để trong cặp lớn. Cái này U53 rồi, cái người ta già rồi đâu nhớ gì nữa đâu. Bé trai giờ hối hơn gì nữa. Thì không hối thì mình nhớ à. Dạ, trai đó thành viên mới. Vừa xác nhập được thành viên. Em mới giới thiệu ra. Chú Bình mới tìm thêm được thành viên mới. Sao nhập đoàn luôn. Đi liền nè. Rồi đi lên. Điện Ngọc Hoàng. Nè, có cây gậy luôn. Để nó gậy quýt nha, chứ không phải gậy thường nha. Điện Ngọc Hoàng cũng vậy. Ủa em thường đi núi này không? Dạ. Em thường đi núi này không? Núi này đi lấy thuốc quả gì mà... Có lấy thuốc nè. Mà đừng có đi, đi bên chỗ chị Tôn. Chị Tôn leo lên đường đánh chờ lấy thuốc á. À. Có luôn. Ngăn cái mình chìm sơn thành cá, cần thành mới chút đi lên. Dạ. Tới lên tới cửa của sơn thành chìm chút xíu là một cá chưa được nửa phút nữa. Mình đi lên nó thoải mái lắm, thì có cửa chân thành không chạy đánh, không có mở cửa thì mình vô đâu. À. Rồi cảm ơn chú. Đi tới núi nào cũng vậy, bất kỳ núi nào cũng vậy, thấy chân thành mình phải chỉnh trước. Đi thưa về trình hả chú à? Dạ. Dạ. Đất địa đây là của ổng cai quản, ổng mở cửa, cửa là của ổng đó. Dạ. Đi dạ, hôm trước bị quả quản là gần đây không chú? Chú trong này. Ờ xa ha, xa dạ. Cách thì mình xa ha. Dạ. Ở đây gì không ảnh hưởng gì hết. Không, ở đây bị bên đó là lãi nhiều lắm, cháy tới loãng là tắt à. Dạ, chữa được hả chú? Tự tới loãng là tắt rồi chứ không ai chữa được hết trơn. Dạ. Rồi, đặt mình đi lên. Được. Cái nè, cái này là quan trọng, thẻ nhớ rồi này kia rồi ví tiền này để hôm nay hết trơn nè. Tới đó lột ra rồi bỏ một cuối bị để lại xe luôn. Để từ đường mới xuống con cậu ơi. Con chào cô. Dạ, ủa nãy đoàn đi đường này phải không cô? Dạ có đường bọc này à. Dạ con cảm ơn cô. Thì đó, để từ đường mới xuống cậu ơi, một chiếc đường cây đi 5.000. Điện Ngọc Hoàng. Anh tên gì? Dạ anh tên Bình. Bình hả? Em tên gì? Tài. Tài hả? Bao nhiêu rồi? Bốn mấy à? Mấy hai giờ trẻ hả anh nè. Em đi đây mấy lần à? Cô Tô mới đi lần này. Cái này luôn hả? Được rồi, cái vụ cháy có nghe không? Có nghe không? Em đi đường này thì nó đỡ hơn. Theo cái đường lộ bộ mà truyền thống xưa thì nó xa hơn, nó khó đi hơn. Còn cái đường này thì nó tắt hơn. Tại mình chạy xe được đường đoạn.
quay còn gặp cho quý vị thôi. Bà Trân ơi, bà Trân ăn cho nó hết đi. Đâu rồi bà Trân rồi? Về, về. Đi, đi một mình không à? Thì đấy. Đây coi, ngủ sắc con chúa. Không, ngủ lông đâu mấy đứa lông có. Dạ, đây đứa nè. Cái ngủ lông con chúa đi.